ai nói con gái làm ra mốt skin fit không được. Coi nè. Hello anh, hôm nay anh uống gì nè? À, bà cái đơn nữ không? Để khi muốn nào khó khó làm. Em cho anh ly ra mốt skin fit đi. À, ra mốt thôi gì? Chị nhỏ. Ok rồi, giờ lấy cái shaker mà nó bự hơn tôi luôn nè. Cho 50ml hao chin vô. Xong rồi 20ml đường để tạo độ ngọt. 50 nước hoa cam thôi nha, nhiêu đó là đủ thơm nhất mũi luôn rồi. Xong rồi chế cream vô, phần tôi thích nhất bao mập luôn. Một cái lòng trắng trứng để tạo form nè. 15ml chanh xanh, 15ml chanh vàng nha. Cho chanh xanh không thì chua lè lưỡi luôn á. Ok, vô lắc một cái mình lên, lắc hết rồi xong luôn. Rồi lượt đá ra lắc cái nữa, cái này người ta kêu là reverse dry shake nha. Rồi giờ lấy một cái ly thật lạnh rót soda vô trước, xong rồi mới rót cocktail vô sau. Mẹ của tôi để form bao nổi lên luôn á. Rồi giờ trang trí tạm với cái lá xinh xinh thôi nha. Cho em gửi anh ly ramos nha. Ồ, form dày dữ. Được á. Ngon á.